Xin chào quý vị và các bạn. Chùa Hang tên chính thức là chùa Phước Điền, tọa lạc dọc theo triền núi với phong cách kiến trúc độc đáo cổ xưa và hiện đại. Vậy xin mời quý vị và các bạn cùng bước lên thang, dạo quanh tham quan xem ngôi chùa nổi tiếng về kiến trúc độc đáo linh thiêng, xem chùa như thế nào nhé. Chùa Hang hay còn gọi là chùa Phước Điền. Phước là phước lành, Điền là điện địa, là ruộng đất. Với cái tên Phước Điền có thể hiểu đơn giản là mảnh đất gieo trồng phước lành. Chùa Hang tọa lạc trên sườn núi Sam thuộc địa bàn thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Chùa Hang Châu Đốc là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng miền Tây Nam Bộ. Khi đặt chân đến chùa Hang Châu Đốc, các bạn như mở ra một thế giới mới, trút bỏ mọi vướng bận và cuộc sống hối hả, cùng hòa mình vào sự bình yên với không khí trong lành và những làn gió nhẹ để lên đến khu chánh điện của chùa Hang. Chúng ta bước qua hàng trăm bậc thang được tạo từ các khối đá xếp chồng lên nhau, cao dần lên. Bước qua mỗi nhịp cầu thang, chúng ta sẽ thấy như mình đang dần bước vào chốn Phật pháp thanh tịnh.